Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay nhà mình có luộc nước dừa cái món tôm này nha các bạn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức cái món tôm luộc nước dừa. Bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Miệng mà. Rồi. Đây, mình mời các bạn nha. Mời các bạn luôn. Trời ơi, nó ngon nè. Chặt tôm mà nó nói thiệt chứ. Cái gì? Thì cũng đúng rồi. Nó cái này bị thiếu gì không nhé? Thiếu giấy đại dụng. Sao lưng? Rồi ô cái ông nó gặp. Cho bà ngoại đó, ông ngoại. Đó. Quá ngon mày. Ngon nha. Dạ. Quá ngon. Đây, mình mời tất cả các bạn nha. Đã ngon lắm. Đúng rồi. Em nói thiệt. Quá ngon. Không có luộc còn sống thì nó ngon rồi. Không có luộc sống thì chết. Quá ngon luôn các bạn ơi. Ừ, mời cả nhà cái coi. Mời cả nhà nha. Mời khỏi chiêu. Không có cây. Quá ngon các bạn ơi. Tôm nha. Ngon nghe cả nhà. Cắt đi rồi đưa lại bút lọc cho em. Bóc cái này ta đưa lên nữa rồi lọc con tôm. Ừ, lọc đi. Lọc được ăn được anh. Cái gì mà em nè con cam khó quá nhưng mà gần đây tôm nó khó rất là ngon rồi nè tôm nó đó ngay mà nè đây mà không dám nè. Còn nhóc cho nó con này mềm nè, lột ra nó cũng lột con này nè. Dạ, các em à? Mời cả nhà hả? Dạ, hơi. Từ từ cả nhà ơi. Dạ. Đồng vô được cái lô tùm lột này thì chứ. Chạy nó biến. Rồi, mời cả nhà dùng tôm với mình nha. Nhẹ nhàng chút. Mà đang thấy con tôm gì nó biến nó chuyển ra được. Gì nó biến ra, đâu nó ăn được. Biết cho ngon nữa, tại mình chưa ăn cơm á. Nên là ăn nó có vị ngon. Đang đói, vừa đó bụng vừa đó. Ngon quá trời cả nhà. Bữa nay mà con chó nó không về nó làm sao mà buồn cho nó về mới được. Anh điện thôi bác. Tối nay em định. Chiều nó về tới bờ kêu nó chạy tới đợi á. Nãy mới kêu đó. Cái hả? Mừng không? Không.
nó ngoắc đuôi rồi đi kia cái gì cái đâu sợ nó đi qua bển có bạn cái cực bạn mất rồi nó thấy buồn tình nó qua bển nào nó bển người ta luôn đó. Xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha.